Chào anh em đang xem miền Tây Solar ha. Thì bữa nay là trưa ngày mùng 8 nha anh em. Mùng 8 Tết ha, ngày 17 tháng 2 2024. Thì trước mắt anh em là một con Saco 2.7. Thì mình lấy đại con này ra mình thử thôi. Anh em có thể tương tự qua cho những con khác nha, tương tự qua những con khác. Thì trước đây trong quá trình mà em có test mấy con 3 trong 1 này thì có nhiều anh em hỏi thăm là cái vấn đề mà dòng không tải là bao nhiêu, với lại nó hiển thị trên con inverter như vậy là như thế nào. Thì bây giờ em sẽ trả lời một số câu hỏi đó ha. Nếu mà chúng ta cài chế độ SPU thì nó xài từ tấm pin năng lượng, rồi sau đó tới ắc quy, rồi mới tới điện lưới, thì đó là chế độ nối lưới thì ta không nói rồi. Bây giờ ta đang cài chế độ bù lưới nè, là SUB ha, anh em nghe kỹ mình nói nha. Chế độ này là chế độ bù lưới SUB. Thì với chế độ này là tấm solar xong rồi tới điện lưới rồi tới ắc quy, thì dành cho những cái hệ thống năng lượng mặt trời độc lập mà ắc quy nó nhỏ giống như của mình vậy nè, ắc quy nhỏ hoặc là ắc quy sắp hư, thì chúng ta cài SUB nha, SUB để cho nó bù lưới. Thì khi nó bù lưới thì nó xảy ra chuyện như thế này. Cái chuyện này là cái chuyện mà chắc 1001 câu hỏi rồi anh em, chắc cũng khoảng 1002, chắc nhiều hơn 1001 hỏi là liên miên. Có nghĩa là bây giờ thực tế của em luôn nè. Ở trên nóc nhà của em á, bây giờ á, là có 800W pin, 800W pin. Mà hiện tại con Saco nó nuôi có cái quạt không à. Ủa sao 800W pin mà trời nắng tốt như thế này, 800W pin nha, trời nắng tốt như thế này mà nuôi có một cái quạt không à, mà sao nuôi không nổi mà lại lấy lưới. Em nhắc lại là em đang chỉnh SUB nha, còn SPU là không có xảy ra chuyện này nha. SUB để dành cho những cái hệ thống pin lưu trữ nhỏ ha, lưu trữ nhỏ. Thì tại sao mà 800W pin mà trời nắng như thế này mà nuôi có cái quạt 50W mà tại sao lại lấy lưới? Em mới hỏi khách là tại sao anh biết là bây giờ đang lấy lưới. Khách mới trả lời em là nó lấy lưới vì lý do như thế này. Đây, nhìn màn hình này, anh em có thể nhìn vô màn hình nha. Nè, tấm pin vô nè và lưới vô nè, anh em thấy không? Lưới đang chạy vô nè, lưới đang nuôi tải nè, lưới nuôi tải nè. Và lưới đang chạy vô nè, thấy không? Anh em nhìn kỹ cái màn hình nha. Đó, điện lưới nè, lưới nè, lưới đang nuôi tải nè. Đó, vì lý do anh em thấy cái sơ đồ đó, anh em thấy cái sơ đồ đó mà anh em nói là lưới đang vô. Ở sao kỳ vậy, tấm pin năng lượng nó phải xài trước chứ, giờ sao tấm pin năng lượng dư mà lưới vẫn đang vô? Tại vì anh em thấy điện lưới nó đi thẳng qua nè, em chỉ là một lần nữa nha. Đây nè, nè, lưới đi thẳng qua nè. Đó, vì lý do đó mà mọi người nói là lưới vô. Thì em mới giải thích cho anh em á, là cái biểu đồ nó như vậy thôi, chứ nó không có ăn của lưới đâu. Đó, nghe thôi giờ em ơi. Đó, em nói với mọi người là cái biểu đồ như vậy thôi, chứ nó không có ăn của lưới đâu. Thì anh em bán tín bán nghi và anh em chuyển qua anh em mua cái con này. Đây, cái em bê kìm. Bán tín bán nghi mới mua em bê kìm. Có nghĩa là anh em không có tin lắm về em á, nói chung là không tin em lắm, mua cái này vì anh em kẹp vô trong cái cổng bù lưới nè. Cổng này này là cổ điện lưới nha, và cái dây này là cái dây bù lưới nè, điện lưới đang vô nè, thấy không? Và anh em kẹp vô cái dây bù lưới này thì anh em thấy là cái ampe kìm này nó lên 1.5 ampe, 1.5 ampe, anh em thấy không? Mấy 1.5 ampe không? Đây nè, 1.51 ampe nè. Cái video này em làm rất là kỹ luôn, tại vì 1001 câu hỏi rồi mọi người, và em cũng cảm thấy em bất lực trong khi giải thích. Em giải thích mọi người không chịu nghe, cho nên bây giờ em làm một đoạn video thiệt là kỹ lưỡng để trình bày nữa nha. Chứ em giải thích mọi người không chịu tin em. Mọi người kẹp vô thấy 1.52 ampe là mọi người sẽ quay qua và tiếp tục là chất vấn em. Là bây giờ nếu 1.5 ampe mà 241V này á, là 300 mấy chục W. Vậy thì mọi người hỏi em một câu hỏi rất là thường hỏi luôn là bây giờ 800W pin dư nuôi có một cái quạt thôi mà tại sao lấy lưới 300 mấy chục W, đúng không nè? Ắc quy bây giờ nó no rồi, không nói tới ắc quy nghe, ắc quy không có hút điện nữa nha, giờ không có liên quan tới ắc quy đâu. Ắc quy nhỏ xíu không có lấy nhiều quách điện tới vậy. Thì bây giờ em nhắc lại nha, chỉ có 500 ở 50W tải, 50W tải mà bây giờ là 800W pin là dư giả luôn, mà tại sao không lấy của tấm pin năng lượng mà đi lấy của lưới thêm 300 mấy nữa nè, anh em thấy không? Nè, lấy lưới 1.5A nè, lấy lưới 1.5A nè, đó là 1.5 nhân cho 240 này là 300 mấy chục W. Điện lưới vậy ta phải đóng tiền điện 300 mấy chục W rất là phí phạm,
trong khi quạt ăn có 50W, vậy là xài năng lượng mặt trời là bị lỗ chứ không có lãi, bị lỗ. Em mới giải thích cho mọi người là 1,5A này thôi, chứ thực chất là nó không có lấy lưới đâu. Hiện tại nó không có lấy lưới đâu. Thì mọi người không có tin, tại vì mọi người đang nắm cái đồng hồ, cái ampere kìm này, chứ mọi người không có cái đồng hồ sáng thông số này. Đó, thì trong cái video này, đây em tắt máy ha, em tắt cái máy cho nó im cái em nói cho mọi người. Đó, thì trong cái video này là em sẽ giải đáp cái vấn đề đó nha. Giải đáp cái vấn đề đó, em tắt máy luôn. Đó, tắt cho nó yên lặng. Nó quạt cái quay cái quạt thì nó hơi kêu. Đó, thì trong video này em sẽ giải thích luôn. Giải thích thật là rõ nha. Rồi em tắt luôn. Rồi. Thì bây giờ là mọi người nghe lại vấn đề đó nha. Có nghĩa là cái công suất tiêu thụ á, công suất tiêu thụ thì nó sẽ chia ra làm ở đây em để ha, này tắt này thì nó mất cái này mình coi không được. Công suất tiêu thụ nó chia làm hai loại. Thứ nhất là công suất tiêu thụ hữu ích, thứ hai là công suất tiêu thụ vô ích. Đó, chắc mọi người có một số anh em mà lần đầu tiên mới nghe cái khái niệm đó đúng không? Đó, thì công suất tiêu thụ mà hữu ích là sao, vô ích là sao? Bây giờ nè, là công suất tiêu thụ đang là vô ích nè. Anh em thấy. Rồi em đã bật lại như cũ để mọi người dễ theo dõi nè. Thì đang là 1,5 ampere phải không? Đó, thì mọi người lấy ampere kìm mọi người kẹp á, thì nó sẽ đạt 1,5 ampere. Đó, mọi người nghĩ là ăn 300 mấy chục watt phải không? Đó, nhưng mà bây giờ em nói nè. Anh em nhìn qua code phi coi, code phi có 0, mấy nè. Là code phi gần bằng 0. Và cái code phi này chúng ta nhân cho, tại vì P bằng UI nhân code phi ha. Công suất tiêu thụ nè, công suất tiêu thụ trên đây nè. Đó, nó sẽ bằng là U nè nhân Y nè nhân code phi. À, con số này nhân con số này nhân con số này mới ra công suất tiêu thụ. Và kết quả anh em thấy là công suất tiêu thụ là 0W nè. Anh em thấy 0W đâu? Đó, nói tới đây vẫn còn rất là nhiều anh em không có rõ về công suất tiêu thụ hữu ích và vô ích, thì mọi người vẫn cãi em. À, nhưng mà bây giờ nói như thế này, anh em cứ nghĩ là cứ 1,5A này là anh em đóng tiền điện 1,5A, không phải nha. Code phi hiện tại đang gần bằng 0 nè. U nhân Y nhân code phi ra công suất tiêu thụ là 0W nè. Vậy thì cái đồng hồ điện lưới của anh em nó đâu có ăn điện đâu, phải không? Cái con số 0W này nó trùng khớp với con số đang chạy ở trên cái đồng hồ mà điện lực gắn cho anh em. Đấy, con số này ha, 0W nè. Mọi người rõ không? Đó, thì hiện tại sin phi đang rất là cao và cos phi đang rất là thấp. Vậy thì lúc này nó vẫn tiêu thụ điện, nhưng mà nó tiêu thụ công suất tiêu thụ vô ích. Và anh em nhớ là điện lực á, nó chỉ thu chúng ta là thu tiền điện của chúng ta là công suất tiêu thụ hữu ích thôi, chứ nó không có thu cái công suất tiêu thụ vô ích. Đó, thì điện lực ở Việt Nam là thu công suất tiêu thụ hữu ích, có nghĩa là thu 0W nè. Anh em đang tiêu thụ 0W nè, chứ không có tiêu thụ vô ích. Đó, vô ích thì anh em lấy cái này, anh em nhân cho cái này thì ra cái vô ích đó. Và điện lực của chúng ta không có thu cái đó. Thì trước đây á, một vài năm trước á, có nhiều anh em đi rao bán cái cục tụ bù. Anh em nhớ cục tụ bù á. Cái cục tụ bù đó đó là để làm gì? Để nâng cái code phi này lên gần bằng 1. Và lúc này cái này gần bằng 1 á, thì cái con này nè nó sẽ xuống gần bằng 0. Và lúc đó là nó sẽ hạ cái công suất tiêu thụ vô ích. À, công suất tiêu thụ vô ích bây giờ 300 mấy phải không? Nhưng mà nó sẽ hạ xuống còn khoảng xuống gần về 0. Và người ta bán cái tụ bù đó, người ta quảng cáo như vậy đó, có nghĩa là giảm cái thằng này xuống, nâng cái thằng bên đây lên. Làm như vậy sẽ giảm tiền điện trong gia đình, nhưng mà thực tế không có nha. Không có giảm tiền điện trong gia đình, cho nên cái tụ bù đó bây giờ anh em thấy người ta hết bán rồi đúng không? Cái tụ mà cắm vô cái ổ điện á, là nó quảng cáo là sẽ giảm điện trong nhà của chúng ta. Chỉ cần cắm cái tụ đó vô trong ổ điện là giảm điện trong nhà hàng tháng liền. Và cuối cùng rất là nhiều người mua, nhưng mà bây giờ người ta gỡ thì dục hết rồi, tại vì nó không ảnh hưởng gì hết. Đó, nó làm giảm công suất tiêu thụ vô ích. Đó, giảm công suất tiêu thụ vô ích, nhưng mà nhà nước của chúng ta đâu có thu cái tiền cái khoản đó đâu. Anh em hiểu rõ không? Có nghĩa là nhà nước của chúng ta chỉ thu cái tiền công suất tiêu thụ hữu ích thôi. Có nghĩa là thu cái 0W nè. Anh em thấy không? Bây giờ inverter của chúng ta nè, điện lưới đang vô nè. Đó, điện lưới đang vô nè. Thấy không? Nhưng mà thực tế chắc chúng ta đóng cho điện lực nè, đóng cho điện lực 0W nè, anh em thấy không? Đó, ở đây dù là anh em lấy ampere kìm anh em kẹp vẫn lên 1,5A, nhưng mà sao? Nhưng mà đâu có đóng tiền điện đâu nè.
Bây giờ anh em không tin anh em có thể kẹp. Đây chúng ta có thể kẹp vào đây. Đây. Ta có thể kẹp. Này nó lên 1.5A anh em thấy không nè. 1.8A nè. À nhấn nhầm. Đây. Đây 1.5A nè. Anh em thấy rõ không? 1.6A nè. Đó. Mọi người cứ tối ngày cứ lấy em bê kìm kẹp như thế này. 1.5A nè. Tưởng đâu đang đóng tiền điện nhà nước là 300W phải không? 300 mấy watt phải không? Không hề nha. Không hề nha anh em. Đây nè. 1.5A nè. Cho nên cái việc mà kẹp bê kìm này nó mang tính chất là không chính xác nha. Nè, đang đóng tiền điện cho nhà nước không watt nè anh em thấy không? Đó. Công suất tiêu thụ hữu ích bây giờ là không watt. Còn công suất tiêu thụ vô ích bây giờ là khoảng 300 mấy watt mà nhà nước của chúng ta chỉ thu tiền điện cái công suất tiêu thụ hữu ích thôi, em nhấn mạnh một lần nữa. Đó, cho nên cái việc gắn tụ bù trong nhà là không cần thiết. Đó, có những cái công ty lớn người ta xài điện lớn nhiều ba pha người ta mới gắn tụ bù thôi. Ví dụ như Sông Đèn, Hạ Long á, ở quê em thì sẽ biết ha. Đó, gắn tụ bù vì lý do đó, tụ bù là rất là nhiều tiền nha mọi người. Còn ở đây chúng ta không cần thiết. Đó, em mong rằng cái video này em sẽ giải thích rõ cho những anh em mà hay cãi ở trên những cái trang mà bán buôn, rồi những cái trang mà hội nhóm, rồi những cái trang mà trao đổi kiến thức đồ này kia đó, hay mà cãi nhiều khi anh em rất là cãi luôn, nhưng mà anh em đâu có hiểu đâu, mà trên đó là nhắn tin bằng chữ, mà nhắn tin bằng chữ thì anh em sẽ không bao giờ hiểu rõ được ha, không bao giờ hiểu rõ. Em nhấn mạnh một lần nữa đó, nhiều anh em cứ tôi đóng tiền điện 1.5A nè, vậy con này nó ăn tới 300 mấy watt, anh em nghĩ coi những cái linh kiện trong đây mà nó ăn đi đâu mà 300 mấy watt, trong khi điện mặt trời đang dư, phải không? Điện mặt trời đang dư mà làm sao ăn có điện lưới 300 mấy watt được. Đó, thì mọi người hiểu em vấn đề đó ha. Anh em nhìn con số này nè. Cái đồng hồ sát thông số này là cực kỳ chính xác nha. Không watt nè. Và bây giờ cái đồng hồ mà điện lực đang treo ngoài cái cột điện á là cũng là không watt luôn. Đó, con số này trùng với con số ngoài cột điện. Đó, anh em hiểu rõ không? Đấy, thì đó là một vấn đề. Một vấn đề về cái này ha. Thì anh em ráng cố gắng nhớ cái phần đó giúp mình. Đó, nhưng mà mình không có khuyến khích anh em xài theo kiểu vậy nha, không thích cả cái bù lưới mà anh em theo kiểu bù lưới như này, mà mọi người nên cài theo kiểu nối lưới SBU SBU với cái ắc quy nó to hơn chút, to hơn chút nữa thì xài nó sẽ hiệu quả hơn, sẽ tiết kiệm nhiều điện hơn. Đó, còn bù lưới như thế này là chúng ta sẽ không có xài ắc quy, ắc quy chỉ nằm đó nuôi inverter thôi, lỡ như điện mặt trời thiếu nó sẽ lấy của lưới. Làm như vậy thì nó sẽ không có tiết kiệm điện bằng cái chế độ SBU nha. Đó, nói cho thật rõ thế. Này mình đang cài SUB nè. SUB ha. Đó, thì mong rằng video này các anh em sẽ hiểu rõ giúp mình phần đó nha. Bây giờ mình cài lại SBU nè. Chúng ta luôn luôn thích SBU hơn. Đấy. Rồi, thì lúc này là nó ngắt hẳn cái điện lưới luôn. Đó, bây giờ anh em thấy là không hết nè. Không hết. Đó. Bây giờ điện lưới chỉ nằm đó chơi thôi chứ không có sử dụng nha. Bây giờ đang sử dụng tấm pin và dùng ắc quy. Đấy. Sạc từ tấm pin và ắc quy nè. Đấy. Đó, thì Saico 2.7 này sau Tết em khuyến mãi cho mọi người, giá rất là ok. Anh em nào quan tâm thì hãy liên hệ nha. Đó, thì mong rằng video này mọi người sẽ hiểu rõ em cái vấn đề công suất tiêu thụ vô ích và công suất tiêu thụ hữu ích nha. Đó. Để nhiều anh em hiểu không có rõ đâu mà vô cãi nổi gân xanh luôn. Đó, nói chung là còn nghi ngờ người bán không biết là tư vấn đúng sai này kia, đủ thứ chuyện, mà vấn đề là chúng ta nên hiểu rõ thì chúng ta sẽ an tâm hơn. Thôi em xin chào mọi người nhé. Hẹn gặp mọi người ở những video lần sau ha.